đại dịch Covid-19 thì ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa và làm nông nghiệp và thu nhập đối với lại gia đình chúng tôi. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến là trong cái quá trình thu hoạch ấy, thì giá cả nó hạ, và trong khi thu hoạch xong thì có bán ra thị trường thì cũng ít, đến người tiêu dùng ấy, thì cũng ảnh hưởng là người ta cũng ít mua, vì là ảnh hưởng Covid cho nên là không có là thu mua được như bình thường, và cái thu nhập của gia đình chúng tôi thì cũng bị giảm, là không có giao dịch giữa người mua và người bán được, giá cả hạ cho nên cái thu nhập của gia đình chúng tôi bị giảm đi, cho nên cái đại dịch Covid nó cũng ảnh hưởng đến một phần đến sản xuất nông nghiệp của gia đình. Đối với lại nông nghiệp sinh thái thì rất là cần thiết cho đối với gia đình chúng tôi hoặc là cho tất cả mọi người, thì cái nông nghiệp sinh thái này nó giúp cho là bảo vệ được sức khỏe và cái bảo vệ cái môi trường. Như đối với lại gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng có thực hiện cái nông nghiệp sinh thái, là ví dụ như là trồng rau là chúng tôi không sử dụng hóa chất trừ sâu, và chúng tôi là sử dụng là những cái pha chế là tỏi ớt để chúng tôi phun cho rau hoặc là bắt sâu, rồi là không bón phân đạm và không dùng hóa chất. Đấy là nó giúp cho là đảm bảo sức khỏe của con người, và đặc biệt là cái